Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real soon. Hi, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi được gặp lại mọi người trong video mới nhất của em về xe Hyundai nha. Bữa giờ cũng bận quá cho nên cũng ít ra clip để chia sẻ với mọi người về xe Hyundai. Hôm nay thì có một điều cũng hết sức đặc biệt, cũng như là một cái con xe có cái màu hết sức đặc biệt đã về tới showroom bên em. Hôm nay thì em sẽ dành thời gian để chia sẻ với mọi người về con xe này. Và trước mặt anh chị đây là Hyundai Tucson phiên bản máy dầu. Và màu hôm nay em lựa chọn để chia sẻ với mọi người đó chính là màu xanh. Trước tiên thì em sẽ đi một vòng để mà chia sẻ với mọi người về cái màu này. Vì cái màu này thì phải nói là lần đầu tiên về đại lý bên em. Sau một thời gian khách hàng đặt chờ thì bây giờ cái màu này nó mới về đến. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng để cho mọi người cùng xem về cái màu này nha. Đây là màu xanh nha. Phiên bản này là phiên bản máy dầu. Phiên bản này là phiên bản mắc tiền nhất của Hyundai Tucson tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là 1 tỷ 030 triệu. Đây bây giờ em sẽ đi một vòng xe cho mọi người xem những cái góc với cái màu này trên Hyundai Tucson. Sau đó thì em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu con xe này cho anh chị nào mình chưa biết về Hyundai Tucson phiên bản máy dầu, cùng tìm hiểu về con xe này nha. Đây là góc nhìn ngang của màu xanh. Phải nói là màu xanh này là một cái màu cực kỳ sang luôn. Và với cái màu này thì theo em thấy là mọi người phải xem trực tiếp thì nó mới chính xác được. Còn khi mà em quay qua thiết bị này thì em lựa trời nắng để em quay cho mọi người dễ cảm nhận hơn thôi. Vì cái màu xanh này thì nó vừa là màu xanh nhưng mà nó cũng hơi lẫn màu đen, mình có thể gọi là xanh đen á, hơi sẫm màu. Cho nên là khi mà mình nhìn á qua thiết bị thì có thể là mình sẽ không cảm nhận được đâu. Con xe này thì hiện khách đã đặt khoảng 3 đến 4 tháng rồi, bây giờ xe mới về đến. Hiện tại thì xe đang có mặt tại Hyundai Gia Định. Anh chị nào mình ở gần khu vực Hyundai Gia Định quận 6 thì anh chị có thể ghé qua để xem cũng như là cảm nhận thử cái màu này coi như thế nào. Nhìn thực tế nó, xe mình có thích cái màu này hay không. Hyundai Tucson hiện tại mình có một số màu như là trắng, đỏ, đen, vàng cát, vàng be thì nó cũng đã về đại lý bên em rồi. Và mọi người cũng thấy là em cũng đã có quay cho mọi người xem rồi. Còn màu xanh này thì lần đầu tiên về đến. Bây giờ trời nó vừa mây nó vừa che cái mặt trời lại cho nên có thể là mình nhìn nó hơi sẫm màu, nó hơi đen hơn nha. Còn lúc nãy thì ánh nắng lên thì mình nhìn thấy nó sẽ sáng hơn. Đó, đây là góc nhìn của xe. Rồi em sẽ lướt qua một vòng, sau đó sẽ đi vào chi tiết từng phần cho mọi người cùng xem. Với góc nhìn ngang này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đây. Và rồi bây giờ sẽ cùng mời mọi người đi vào chi tiết con xe này. Em sẽ quay lại cho mọi người xem về phần ngoại thất, nội thất và những chi tiết trang bị trên Hyundai Tucson phiên bản máy dầu này nha. Sẽ quay lại hết cho mọi người xem để cho những anh chị nào mình chưa biết về Hyundai Tucson phiên bản máy dầu này thì mình cũng có thể dễ dàng tìm hiểu về con xe này nha. Đầu tiên thì em sẽ bắt đầu từ phần đầu xe nha. Ở phần đầu xe của Hyundai Tucson phiên bản máy dầu này so với phiên bản máy xăng đặc biệt và phiên bản 1.6 turbo của xe là được thiết kế và trang bị hoàn toàn giống nhau luôn. Cụ thể ở đây thì mình sẽ có cái phần mặt ga lăng được mạ chrome sáng bóng ngay chỗ vị trí này. Đó, mạ chrome sáng bóng khi mình ra nắng nha. Còn bình thường thì nó sẽ là chrome tối màu. Và kết hợp với cái phần mặt ga lăng này sẽ là 2 cụm đèn định vị ban ngày hai bên. 2 cụm đèn định vị ban ngày này sẽ được mở rộng thiết kế sang hai bên luôn. Và nó sẽ được mở rộng cho đến cái phần góc của vè trước luôn, hai vè hai bên. Và cái phần đèn định vị ban ngày này thì mình vẫn được thiết kế và trang bị là tối màu để hòa lẫn vào cái phần mặt ga lăng của xe và cực kỳ sang trọng luôn. Đi kèm với cái phần mặt ga lăng này thì mình vẫn là một cái phần logo của xe, thương hiệu Hyundai mạ chrome tối màu để hòa lẫn những chi tiết ở phần mặt ga lăng này với nhau hết. Phía dưới phần logo của xe thì chúng ta sẽ có một cái camera. Vì phiên bản máy dầu này thì chúng ta vẫn được trang bị là camera 360 để hỗ trợ người lái sử dụng xe. Đó thì ở đây mình sẽ có một cái camera nè. Phía dưới phần mặt ga lăng này thì chúng ta sẽ có một cái phần lưới cản của xe. Phần lưới cản này sẽ giúp cho gió đi vào bên trong để hỗ trợ cho cái phần két nước cũng như là dàn nóng và phần intercooler của xe để giải nhiệt cho xe tốt hơn. Và ngay chỗ cái phần mặt lưới cản này thì chúng ta sẽ có một cái radar. Vì phiên bản máy dầu này chúng ta vẫn có tính năng là điều khiển hành trình thích ứng hay mình còn gọi là SCC. Thì một xíu nữa sẽ đi vào phần nội thất và chỉ cho mọi người xem về chức năng đó. Và với tính năng này thì chúng ta sẽ có những cái mực giữ khoảng cách khác nhau để mà giữ khoảng cách với xe phía trước. Và ở trên phần cản của phiên bản máy dầu này thì chúng ta còn được trang bị những cái cảm biến ở phía trước cái phần cản này. Thì cụ thể là mình sẽ có 4 cảm biến để hỗ trợ cho người lái tiến xe vào bãi đổ. Những cái cảm biến này sẽ kết hợp với chức năng là cam 360 của xe để giúp người lái mà khi mà tiến vào bãi đổ á, thì có thể vừa quan sát cũng như là vừa có cảm biến để cảnh báo chướng ngại vật và cảnh báo khoảng cách cho người lái để mình dễ dàng sử dụng xe hơn. Cái này thì những anh chị nào mình mới biết lái xe hay mình mới lấy bằng thì mình cũng có thể dễ dàng điều khiển con xe này. Rồi bây giờ sẽ cùng mời mọi người lướt qua cái phần thân xe của phiên bản máy dầu này để mình xem về cái phần thân xe này nha. Trước khi đi vào những chi tiết ở phần thân xe này thì chúng ta cùng xem lại về thiết kế tổng thể cũng như là cái màu này ở góc nhìn này. Đó, vì hiện tại đang là có trời nắng, tuy nhiên ở đây nó hơi khói một xíu do người ta rang cà phê bên kia ha, cho nên nó hơi khói một xíu. Về phần thiết kế tổng thể ở cái phần thân xe nhìn từ góc nhìn ngang này, giữa phiên bản máy xăng đặc biệt và phiên bản máy dầu đặc biệt này là giống nhau hoàn toàn 100%, không khác chi tiết nào hết. Ở phần thân xe này như là ở trên phiên bản xăng đặc biệt màu vàng cát hôm trước em có chia sẻ rồi. Về phần mâm này hay còn gọi là loa răng á, về phần mâm này thì theo em thấy là thiết kế đã rất đẹp và rất phù hợp với phần thiết kế tổng thể của xe, từ tạo hình cho đến kích thước của cái phần mâm này. Thì hiện trên mâm của phiên bản máy dầu này thì mình vẫn được trang bị là mâm R18 được phay xước bên ngoài với cái tạo hình cực kỳ là đẹp, cực kỳ là bắt mắt ở đây. Và với cái phần mâm này thì đã phù hợp với cái phần thiết kế tổng thể của xe rồi, vì là nó cũng rất là cân đối cũng như là đi với cái thông số lớp ở đây thì rất là phù hợp để khi mà mình đi nó sẽ êm hơn. Thông số lớp này là 235/60R18 nha. Còn nếu như mà cái mâm lớn hơn một xíu thì có thể mình đi nó sẽ hơi ồn hơn một xíu. Đó, cho nên là theo em thấy là đã phù hợp rồi. Còn nếu như mà anh chị nào mình yêu thích thì mình cũng có thể về và mình nâng cấp lên cái mâm lớn hơn. Là những đường gân dập nổi ở trên cái phần thân xe này cực kỳ thể thao và khí động học, thì từ phiên bản tiêu chuẩn cho đến phiên bản đặc biệt và phiên bản turbo là được thiết kế giống nhau rồi, cực kỳ mạnh mẽ nha. Đó, kết hợp với cái phần đường viền mạ chrome chạy dài ở trên cái phần cửa ra tới cái phần đuôi của xe thì mình được thiết kế dạng mui bay cũng rất là thể thao. Ở đây thì đang có băng keo rồi ha, để em xem em lột ra cho mọi người xem nha. Đây, đây những chi tiết thiết kế trên này mạ chrome cũng như là làm rất là gân guốc để mà hài hòa phù hợp với cái phần thiết kế ở cái phần thân này, nhìn rất là đẹp luôn. Ở phần thân xe này thì chúng ta còn kể đến là gương chiếu hậu của xe nè. Gương chiếu hậu thì được trang bị là chỉnh điện, gập điện nè và tích hợp xi nhan trên gương ngay chỗ vị trí này, rất là đẹp ha. Và cũng có cái đường viền mạ chrome để ốp vô cái phần gương này. Ở đây thì mình có một khớp nối, bị gương này một xíu nữa mình sẽ gập vô thì nó có khớp nối ngay chỗ vị trí này. Và trên gương này thì chúng ta sẽ có là camera để kết hợp với cam trước, cam sau và cái cam bên kia nữa để mà hỗ trợ hiển thị chức năng cam 360 để mọi người có thể dễ dàng quan sát. Và ngoài ra thì nó còn là hiển thị điểm mù ngay chỗ vị trí người lái để dễ dàng quan sát hơn. Thì một xíu nữa sẽ đi vào bên trong và quay cho mọi người xem về chức năng này. Và ở trên cái phần gương chiếu hậu này thì chúng ta còn có cảnh báo điểm mù. Thì đây, nó hơi khó nhìn ha. Đây là biểu tượng hình tam giác nha, có cái dấu chấm than màu đỏ. Thì đây là chức năng cảnh báo điểm mù ở trên cái phần gương chiếu hậu của xe. Khi mà mình xi nhan á, có xe sau vượt tới hay mình xi nhan mà bên hông mình có xe những cái chướng ngại vật thì nó sẽ cảnh báo điểm mù cho chúng ta để giúp chúng ta lưu ý và an toàn hơn để tránh cái nguy hiểm xảy ra. Và đứng từ góc nhìn này thì chúng ta còn có thể nhận thấy được là cái phần kính phía sau của xe và phần kính lưng phía sau, kính hông phía sau chứ, đều được thiết kế và trang bị là kính tối màu để giúp không gian bên trong dễ chịu hơn cũng như là riêng tư hơn một xíu. Sau khi nãy giờ mình đã xem về cái phần hông xe rồi thì bây giờ cùng mời mọi người đi xem về cái phần đuôi của xe phía sau. Phần đuôi xe thì bao gồm có là phần cốp xe, phần đèn xe, phần cản xe phía sau. Rồi, chi tiết đầu tiên là về phần đèn xe. Thì trên phiên bản máy dầu này so với những phiên bản còn lại của xe Hyundai Tucson là giống nhau hoàn toàn về trang bị đèn cũng như là thiết kế của đèn. Em quay qua thiết bị cho nên nó hơi chớp một xíu nha mọi người. Ở trên cái phần cốp này thì vẫn là một cái dải đèn led chạy ngang để kết nối hai cụm đèn với nhau, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là nổi bật luôn nha. Và đứng từ cái phần đuôi phía sau này thì chúng ta vẫn thấy là ở đây mình không có cái gạt mưa phía sau nha. Gạt mưa phía sau đã được giấu lên trên này rồi. Và mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại của phiên bản máy dầu này như sau. Ở đây là những thông số mà nhà máy người ta tổng hợp lại ở đây, tuy nhiên thực tế thì nó có thể khác hơn. Ở đây thì mức tiêu hao nhiên liệu nếu mà chúng ta đi đường ngoài đô thị hay là đường trường á, là 5,4 lít. Còn nếu như mà mình đi trong đô thị thì sẽ là 7,7 lít. Còn nếu mà đi kết hợp giữa đô thị và ngoài đô thị và trong đô thị thì nó sẽ là 6,3 lít. Tuy nhiên ở đây thì có nhiều anh chị ở trên hội nhóm chia sẻ mức tiêu hao nhiên liệu này mọi người đi có thể thấp hơn hoặc có thể cao hơn, tùy theo cách mà mọi người sử dụng xe cũng như là cách chạy của mỗi người nữa, thì chúng ta sẽ có một cái mức tiêu hao nhiên liệu là khác nhau. Về phần sau của xe thì ở trên phần cốp Thì ở phiên bản máy dầu thì chúng ta sẽ có thêm một ký hiệu ngay chỗ vị trí này là 2.0D. Đây là ký hiệu cho động cơ 2.0 máy dầu của Hyundai Tucson này. Nếu như mà anh chị nào mà mình yêu thích dòng xe Hyundai Tucson, khi mình đi ngoài đường mình có thể nhìn thấy và nhận biết được phiên bản này là phiên bản gì khi mà con xe này lướt trên đường. Đó là về phần cốp và cái phần kính phía trên của cốp nha. Phía dưới này thì là phần cản của xe. Trên phần cản thì ngồi ngay chỗ vị trí này thì chi tiết nổi bật để đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là cái đường viền mạ chrome, cũng như ở phần đầu xe. Nó cũng chạy dài từ phần đầu cản bên này qua tới phần đầu cản bên kia. Tuy nhiên thì chi tiết mạ chrome này nó nằm cao hơn, cũng như là nằm ngay cái mặt mà ánh sáng chiếu vào được á, thì mình có thể dễ dàng nhận thấy hơn. Đó. Cái đường viền mạ chrome này thì nó kết hợp với những chi tiết tổng thể ở cái phần đuôi này. Nhìn rất là đẹp nha, hài hòa và cân đối. Phía dưới phần cản thì chúng ta còn được trang bị ở đây là 4 cái cảm biến, cũng như ở phần đầu xe. Ở phần cản trước của xe thì mình đã có 4 cái cảm biến rồi. Ở đây thì vẫn có 4 cảm biến để hỗ trợ người lái sử dụng khi mà mình lùi vào ngay chuồng hay là bãi đổ hay là nhà để xe của chúng ta. Thì mà khi mà chúng ta lùi vô thì nó sẽ kết hợp với camera 360 cho mình quan sát được cái phản trống phía sau, cũng như là mình sẽ có cảm biến để báo chướng ngại vật và khoảng cách để mình lùi vô một cách dễ dàng hơn. Và ở phần đuôi này thì nó có một chi tiết mà mọi người lưu ý nha, là xe Hyundai Tucson này thì mình chỉ có một cái đèn lùi thôi. Đèn lùi nó sẽ nằm ngay chỗ vị trí này. Đó. Còn bên kia thì cũng có một cái đèn tương tự, tuy nhiên cái đèn bên này là đèn sương mù thôi, không phải là đèn lùi. Cho nên anh chị đừng làm tưởng là cái xe này mình bị mới mua về mà mình bị đứt một bóng đèn nha, là không đúng. Bên này là đèn sương mù nè. Và đèn sương mù này cũng như là đèn lùi sẽ kết hợp với cái phần phản quang phía sau của xe. Phần phản quang này thì sẽ giúp cho xe chúng ta mà khi mà đậu đổ ban đêm ngoài đường á, ví dụ như có xe máy hay xe hơi phía sau mà chạy tới mà soi đèn vô á, thì nó sẽ phát sáng lên để cho phương tiện người ta nhận thấy rằng ở đây có chướng ngại vật, ở đây có xe đậu đổ, để tránh nguy hiểm cho người sử dụng khác, cũng như là tránh hư hỏng cho xe của mình. Đây cũng là những cái trang bị an toàn ở cái phần đuôi này. Đó. Nhìn lên phía trên của phần đuôi thì chúng ta còn thấy được là xe này thì mình được trang bị là một cái đuôi cá ngay chỗ vị trí này và có đèn phanh trên cao. Trên nữa thì là anten vây cá mập, mình gọi là viết tắt là anten vây cá đi ha. Anten vây cá này thì có nhiều xe không được trang bị, thì anh chị mình yêu thích gọn gàng, yêu thích thể thao thì mình về mình đổ thêm. Tuy nhiên thì con xe này với những thiết kế tổng thể là thể thao rồi, thì ở đây vẫn được trang bị thêm là anten vây cá để cho nó phù hợp luôn. Ngoài ra thì ở trên cái phần mui xe thì nó còn có những đường gân ở trên nữa để giúp cho phần mui xe mình cứng, cũng như là giúp cho nó khí động học hơn. Ở trên mui thì nó cao quá nên em cũng khó mà quay được. Rồi, nếu mà đứng ở cái khu vực ngoài xe thì nó còn một chi tiết nữa mà chúng ta có thể xem được, đó chính là về hệ thống khung gầm của xe phía dưới này. Một chi tiết được khách hàng đánh giá rất là cao luôn. Đây đem qua đây quay cho nó dễ nha. Đó chính là về hệ thống khung gầm của xe. Thì xe này mình được trang bị hệ thống gầm sau là liên kết đa điểm nè, với những thanh liên kết ngay chỗ vị trí này thì sẽ giúp xe chúng ta đi êm hơn. Đó. Đây là lợi thế rất lớn của xe Hyundai so với những dòng xe khác trên thị trường. Tại vì phân khúc này thì không phải xe nào cũng được trang bị liên kết đa điểm như thế này. Đó, có xe có xe không. Và trang bị này sẽ giúp xe chúng ta êm ái hơn khi mà đi di chuyển trên đường qua những ổ gà, qua những cái đường gồ ghề. Sau khi mà mình đã xem về phần ngoại thất rồi thì bây giờ sẽ cùng mời mọi người đi vào bên trong cái phần nội thất của phiên bản máy dầu này nha. Đây, về phần nội thất của phiên bản máy dầu này so với phiên bản máy xăng đặc biệt là giống nhau về màu nha. Hiện tại thì phiên bản máy xăng đặc biệt và phiên bản máy dầu này thì chúng ta đều được trang bị nội thất có màu đen. Và ghế ở đây thì mình vẫn được là ghế chỉnh điện và có bơm lưng ngay chỗ vị trí này. Mình có thể bơm cái lưng ghế lên nè. Đó, bơm lên. Tính năng này thì sẽ giúp người lái dễ chịu hơn khi mà sử dụng xe, cũng như là thiết kế của cái phần ghế này nó có sẽ hơi ôm vào lưng của người sử dụng một xíu để cho mình ngồi nó dễ chịu hơn. Về phần vô lăng của phiên bản máy dầu này thì mình vẫn được trang bị và những cái trang bị xịn sò trên này cũng như vậy ha. Thì lúc nãy em có nói nè, radar phía trước xe thì ở đây mình sẽ có một cái nút. Nút này là nút giữ khoảng cách. Còn mình muốn sử dụng cái chức năng mà giữ khoảng cách với xe phía trước thì mình sẽ bấm nút này. Sau khi mình bấm nút này rồi thì mình có thể tùy chọn khoảng cách ngay chỗ vị trí này. Đó. Còn ở đây thì nó sẽ là tính năng giữ làn. Tính năng giữ làn này thì trên này nó sẽ có một cái camera đặt ở phía sau của cái miếng nhựa này nè, ở trên kính á. Để khi mà chúng ta sử dụng trên đường đó, thì chúng ta nếu mà chọn chức năng giữ làn thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giữ làn. Đó, hỗ trợ chúng ta lái một cách dễ chịu hơn. Trên phiên bản máy dầu này thì chúng ta sẽ được trang bị là lẫy chuyển số trên vô lăng, Còn phiên bản máy xăng đặc biệt thì lại không có tính năng này. Thì bên đây là số trừ, bên đây là số cộng nè. Đó. Ở đây thì mình được trang bị là đèn auto nha. Và có đèn thích ứng. Đèn thích ứng là khi mà chúng ta đi ở những điều kiện thời tiết, điều kiện đường xá mà không đủ ánh sáng thì chúng ta có thể chuyển qua chế độ thích ứng. Thích ứng ở đây thì chúng ta chỉ cần là bật đèn ngay chế độ auto nè. Chúng ta đè cái cần số một cái thì trên này nó sẽ có cái chữ đèn auto. Thì nó sẽ tự động điều chỉnh là đèn chiếu cao hay thấp cho chúng ta. Đó. Ở bên này thì mình vẫn có gạt mưa là tự động luôn nha. Đây, gạt mưa vẫn là gạt mưa auto. Đèn pha auto, gạt mưa auto. Rồi, ngồi ở vị trí này thì như lúc nãy em có chia sẻ là mình sẽ có cái camera ở trên cái phần gương chiếu hậu của xe nè. Nó vừa hỗ trợ cho chức năng cam 360. Đây mình có thể quan sát những cái góc bên hông của xe nè, hoặc là mình có thể chuyển góc luôn vẫn được. Đó, tuy nhiên thì ở đây mình còn có thêm là hỗ trợ điểm mù. Là khi mà chúng ta xi nhan thì chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh ở bên phải hoặc bên trái của xe. Khi mình vào cua, khi mình đi những điều kiện trời mưa thì tính năng này sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều, hỗ trợ cho mình an toàn hơn rất là nhiều so với xe không được trang bị tính năng này. Một số xe thì còn được trang bị ở trên màn hình AVN của xe. Tuy nhiên á, khi mà mình lái xe á, thì việc ưu tiên nhất mình vẫn là nhìn ngay chỗ vị trí này để mình có thể xem. Đó. Và hiện tại ở trên phiên bản máy dầu này thì mình cũng có thể chuyển chế độ lái nha. Đó, và cụ thể ở đây thì mình sẽ có 4 chế độ lái nè: Sport, Smart, Eco và Normal nè. 4 chế độ mình có thể tùy chỉnh. Đó, mình có thể chuyển thì những cái giao diện màn hình của mình nó sẽ chuyển theo. Rồi xe này thì mình sẽ có đèn màu nội thất và những cái hốc để đồ phía dưới này. Đèn màu nội thất thì mình sẽ có khoảng 64 màu để mình có thể điều chỉnh cái màu nào mà mình yêu thích. Đó, đây là cái màn hình cam 360 của xe. Một điều mà em rất là thích ở trên này đó chính là cái màn hình này thì mình có những cái phím chuyển nhanh. Ví dụ như mình muốn chuyển qua giao diện bản đồ của xe đi, thay vì mình phải lướt trên màn hình cảm ứng này, mặc dù là màn hình cảm ứng đó, thì mình có thể bấm vô đây để mình chuyển nhanh qua cái chế độ mà map của xe. Thay vì mình lái xe trên đường mình di chuyển thì mình phải lướt thì nó sẽ là những phím chuyển nhanh. Theo em những cái này là rất cần thiết nha. Và khi ngồi ở cái góc này thì em thấy hiện tại thì mọi người đang có xu hướng thích kiểu màn hình được nói liền nha. Rồi thì bên em có sản phẩm là Ionify ra mắt thì cũng có cái kiểu thiết kế là màn hình nó được thiết kế hai cụm màn hình kết hợp với nhau và chảy ngang ngay chỗ vị trí này. Đó. Tuy nhiên thì về quan điểm cá nhân, có thể là đây là sở thích cá nhân của em, thì em thích là cái kiểu màn hình như thế này hơn. Một màn hình rời như thế này và một màn hình rời bên này để mình sử dụng nó sẽ tiện hơn. Thay vì mình nói liền hai cụm với nhau thì cái chỗ này á nó được nói liền qua bên này á, thì cái cảm giác sử dụng á, có thể là nó chưa quen, có thể là mình chưa quen cái chỗ cảm giác đó, cho nên là em thích về cái kiểu thiết kế như vậy hơn, hai màn hình riêng biệt để dễ dàng hơn. Đó. Và ở trên đây thì xe này trên tất cả các phiên bản của Tucson thì mình đều được trang bị ở đây là điều hòa tự động nè. Mình có auto tự động để mình có thể điều chỉnh dễ dàng sử dụng hệ thống điều hòa này hơn. Còn về hệ thống âm thanh của phiên bản máy dầu này thì chúng ta được trang bị hệ thống âm thanh Bose với 8 loa. Hệ thống âm thanh thì như một số clip trước trên kênh của em thì em cũng đã có test về hệ thống âm thanh này rồi để mọi người trải nghiệm. Thì anh chị nào mình thích tìm hiểu về hệ thống này thì mình có thể tìm lại video trên kênh để mà xem lại một cách dễ dàng. Rồi về vị trí cần số của xe thì trên phiên bản máy dầu này và phiên bản 1.6 turbo thì mình mới được trang bị là cần số dạng nút bấm thôi nha. Đây là cần số dạng nút bấm của xe. Đây là cái phím mà chúng ta có thể chuyển chế độ lái. Đó, nếu anh chị nào thích cái dạng cần số như thế này. Rồi, ở đây thì mình còn có là phanh tay điện tử auto hold. Đây là những trang bị cơ bản rồi. Mình sẽ có thông gió hàng ghế trước cho cả hai bên và sưởi luôn. Sưởi và thông làm mát thì theo em thấy là làm mát sẽ sử dụng nhiều hơn nha. Sưởi thì phải nói là cũng ít lắm, ít khi sử dụng lắm, tùy theo điều kiện khu vực mà anh chị sử dụng xe thì mình chọn cái chế độ nào phù hợp thôi. Còn hiện tại ở khu vực miền Nam, khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như là thông gió là nhiều. Có sấy vô lăng, có hỗ trợ đổ đèo, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ngoài ra ở trên Hyundai Tucson phiên bản máy dầu này thì chúng ta còn được trang bị rất là nhiều tính năng an toàn khác, như là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc nè, và đặc biệt là gói an toàn Hyundai SmartSense mà Hyundai trang bị cho Hyundai Tucson này. Đó chính là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, va chạm sau, va chạm điểm mù. Đó, những tính năng này sẽ hỗ trợ và tác động vô hệ thống phanh của xe để phanh lại khi mà xe chúng ta đưa vào những tình huống nguy hiểm nha. Rồi bây giờ sẽ đi ra cái khoang sau của xe. Đây, hàng ghế có thể nói là cực kỳ rộng rãi. Rồi, với chiều dài cơ sở của xe thì hiện tại cái khoang hành khách phía sau phải nói là rộng rãi và thoải mái vô cùng. Như những clip trước đã chia sẻ rồi thì về cái độ rộng này trên tất cả các phiên bản hiện tại là như nhau. Đó, rất là thoải mái. Cũng như là trang bị cửa gió và cổng sạc nhanh phía sau này thì cũng được trang bị luôn. Ở đây mình có bệ tì tay nè. Đây. Phải nói là hàng ghế thứ hai thì ngồi cực kỳ là hưởng thụ luôn. Nhưng nhiều clip trước thì em đã chia sẻ rồi. Về độ rộng của cốp sau cũng vậy. Bây giờ sẽ ra quay lại về cốp sau của xe. Đây, cốp sau của xe thì được trang bị là cốp điện và cốp này là cốp chống kẹt nha. Cái độ rộng phía sau này là 582 lít, cực kỳ rộng rãi để mình có thể để đồ. Mình đi dã ngoại, mình đi du lịch, mình đi gia đình gì đó. Cực kỳ là rộng rãi luôn. Và mình có thể gập hàng ghế thứ hai này lại thông qua cái lẫy ngay chỗ vị trí này, anh chị có thể gập. Do là nó dính cái dây xích beo rồi. Nếu không mà cái ghế này nó sẽ gập sát xuống luôn, để mọi người có thể chở đồ hay là mình sử dụng trong một số cái điều kiện mà mình cần cái khoảng trống của cái phần nội thất này. Đó, em sẽ gập cái ghế này lại. Do là hồi nãy dính cái xích beo ở đây. Đây. Ở đây mình có một cái chỗ để gài xích beo luôn. Chi tiết nhỏ nhặt như thế này nhưng mà thấy rất là thích nha. Để cho những cái dây nhợ trên đây nó gọn gàng lại. Cho anh chị nào mình thích cầu toàn thì những tính năng nho nhỏ như vậy nó sẽ làm cho mình thỏa mãn. Đây. Sau khi mà gặp cái ghế đó lại thì phải nói là cực kỳ rộng rãi luôn. Đó là về phần nội thất của xe. Bây giờ sẽ cùng mời mọi người đi xem về cái phần động cơ của xe. Về động cơ dầu này nha, coi như thế nào. Mình sẽ cùng tìm hiểu về cái phần khoang động cơ của phiên bản máy dầu này nha. Em sẽ mở cái tấm chắn động cơ này ra để mọi người có thể xem dễ hơn. Rồi, đây. Để dẹp cái tấm này bên trong cái đã. Hầu hết những dòng xe Hyundai hiện tại thì chúng ta đều có cách bố trí và thiết kế khoang máy rất là đẹp, cũng như là rất là thẩm mỹ. Và ở đây thì động cơ dầu của xe thì phải nói là nhìn rất là chằng chịt và bặm trợn hơn rất nhiều so với những động cơ máy xăng khác. Và đây cũng là chi tiết mà làm cho cái giá của Hyundai Tucson phiên bản máy dầu cao hơn. Đó chính là về động cơ của xe. Với những chi tiết trang bị và thiết kế trên này thì về cái động cơ này sẽ mắc tiền hơn so với động cơ máy xăng. Cho nên đó cũng là lý do mà tại sao những phiên bản máy dầu lại mắc tiền hơn phiên bản máy xăng của xe. Và hiện tại đây là động cơ dầu Smartstream của Hyundai. Đi kèm với cái động cơ dầu này là hộp số 8 cấp nha. Xe máy dầu thì được trang bị hộp số 8 cấp, còn máy xăng thì mình được trang bị hộp số là 6 cấp. Và với động cơ Smartstream dầu này thì chúng ta sẽ dẫn động ở đây là dây Curocam. Dây Curocam này sẽ giúp cho xe máy dầu đỡ ồn hơn. Và đặc biệt là những cái xe Hyundai mà trang bị máy dầu hiện tại thì đều có tiếng động cơ rất là nhỏ. Có thể là khi vận hành trên đường thì mọi người có thể không nhận thấy được là máy xăng hay là máy dầu. Đó là thực tế. Còn nếu mà muốn thực tế hơn thì mọi người có thể đến đây và trải nghiệm thử xem động cơ dầu này như thế nào. Thì vừa rồi cũng là những chia sẻ nho nhỏ của em về Hyundai Tucson phiên bản máy dầu màu xanh mà em muốn gửi đến cho mọi người. Rất là mong video này sẽ giúp cho mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu và tham khảo về xe Hyundai Tucson, và đặc biệt là cụ thể là phiên bản máy dầu của xe. Thì video này cũng khá là dài rồi, em xin phép được tạm dừng video này tại đây. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của em nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.